Thưa quý vị, điều có ý nghĩa thiết thực nhất của chương trình hành động Phụ nữ Đà Nẵng học tập và làm theo gương Bác là sau khi học tập các chuyên đề, các câu chuyện về đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều phong trào làm theo gương Bác đã được các cấp hội phụ nữ hưởng ứng sôi nổi. Qua đó, nhiều tấm gương phụ nữ điển hình đã được nhân rộng trong cuộc sống. Trong năm 2022, từ thành phố đến các cấp hội cơ sở đã tổ chức được 32 cuộc thi thuyết trình và kể chuyện về Bác với 392 thí sinh dự thi, 43 đêm văn nghệ với chủ đề Hát về Bác Hồ kính yêu, tháng năm nhớ Bác, tiếng hát dâng lên người, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, 11 cuộc sinh hoạt giao lưu hái hoa dân chủ thu hút hàng ngàn người tham dự. Đặc biệt các tiêu chí như tự học, tự rèn, thực hành tiết kiệm, đảm bảo đi đúng thời gian trong hội họp và sinh hoạt, nâng cao chất lượng công việc, sâu sát với cơ sở đã được các cấp hội viên phụ nữ thực hiện nghiêm túc, qua đó trở thành tuyên truyền viên tích cực tại các khu dân cư và tổ dân phố. Là sự đồng lòng, hợp tác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ, đặc biệt là cấp cơ sở đã rất là tích cực tham gia tất cả những hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động. Đoàn kết, sự đồng lòng, sự hưởng ứng phong trào hội của chị em hội viên phụ nữ, huy động sự tham gia của các cấp lãnh đạo, các ngành, của quần chúng nhân dân, đặc biệt là nam giới vào cuộc. Tại các xã phường, việc học tập và làm theo Bác đã lan rộng đến từng chi hội, tổ hội với các mô hình nổi bật như áo dài tặng bạn, hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, giúp phụ nữ nghèo, phân loại rác thải tại nguồn, gây quỹ học bổng ước mơ xanh và nồi cháo tình thương cho các bệnh nhân tại các bệnh viện. Qua đó đã giúp đỡ trao học bổng, hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế cho hàng ngàn phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa nhân đạo từ thiện, các chính sách an sinh xã hội tại địa phương với số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Và chúng tôi tổ chức các hội thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. Thì đây là các hội thi nhằm tuyên truyền cho cán bộ hội viên nhận thức được tư tưởng tấm gương của Bác cũng như cuộc đời về sự nghiệp của Bác. Để việc học tập chuyên đề năm 2022 thực sự có hiệu quả trong thực tiễn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ gìn phát huy tư tưởng đạo đức của người, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác hội đề ra trong thời gian đến.